tinh thần nuôi trồng xanh lan mình giữa cái đắp dừa nước, nhộn nhịp tàu thuyền qua lại đã lùi vào dĩ vãng. Thay vào đó là con kênh đang ngầm và nồng nặc mùi hôi thối. Với tốc độ phát triển vượt bậc của công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đã có hơn 50 nhà máy, xí nghiệp sản xuất mọc lên ở khu vực xung quanh. Những chất thải từ các nhà máy này trực tiếp đổ xuống con kênh đã biến tham lưu trở thành một con kênh chết. Theo tiến sĩ Lê Trình, chủ nhiệm đề tài nghiên cứu các yếu tố môi trường làm cơ sở cải tạo ô nhiễm hệ thống kênh tham lưu, nước ở đây đã bị nhiễm bẩn vi sinh trầm trọng, vượt giới hạn cho phép đến 2.400 lần. Điều đó đáng phải báo động và những cơ quan chức năng phải bắt tay vào cuộc trước khi quá muộn. Nhận được hai người bạn, chúng ta hãy hỏi họ về dạng ô nhiễm này nhé, để xem họ nói gì về chuyện này. Chào em. Em ơi, em có hỏi đi đâu chưa? Ờ, vậy em thấy kinh doanh và kinh doanh đơn mỹ thế nào em? Vậy em có một đời em quen với rác thải nhiều rồi, em có thấy nó ảnh hưởng nhiều tới môi trường, tới cuộc sống của em. Em đã từng bao giờ bước khác ngoài đây ngoài kênh tham lưu chưa? Chưa. Vậy em phải làm gì để cho nó bật kênh tham lưu mình sẽ thành công hơn và cũng như nhiều quá như sao? Em sẽ cùng mọi người. Em chỉ thấy cái